mạnh hơn, khung gầm mạnh mẽ hơn và nếu bạn muốn rất nhiều màu sơn đen. Trong 5 năm kể từ khi Rolls-Royce giới thiệu dòng Black Bat, nó đã trở thành một cú hít lớn. Hơn 1/4 người mua hiện yêu cầu dịch vụ xử lý triệt để tại nhà máy của Roller. Độc quyền thương hiệu có thể có, Rolls-Royce biết họ cần phải cung cấp cho công chúng những gì họ muốn. Và vì vậy Ghost mới cho năm 2021 là mẫu xe mới nhất nhận được huy hiệu đen vào năm 2022. Mặc dù điều này gợi lên tối thiểu sự hoài nghi trong chúng ta mỗi khi chúng ta đọc một thông cáo báo chí của Rolls. Trong đó thương hiệu thượng lưu chào đón một cách miễn cưỡng nhưng đầy hân hoan về mặt tối của nó. Chúng ta nghĩ đến Lord Evelyn Oakley của Anything Go Hard The Gypsy In Me. Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai trước đây. Cô Sweeney, đó là bí mật của gia đình Oakley, có thứ gì đó đen tối và man dợ trong máu của tôi. Nhưng thực sự huy hiệu đen ma còn nhiều điều hơn một số các Big Chromer. Rất nhiều trong số đó phiền bạn, nhưng Ghost cũng sẽ được tăng hiệu suất nên khiến việc lái xe trở nên thú vị hơn một chút. Đầu tiên và quan trọng nhất là một nút trợ lực cho động cơ V12 6,6 lít tăng áp kép. Mã lực tăng từ 563 lên 592 và mômen xoắn từ lên 664 và phản ứng ga và hộp số đã được ánh xạ lại. Hộp số ZF8 tốc độ của Ghost không cung cấp lựa chọn số thủ công xét cho cùng. Tôi không phải là kẻ dã man, nhưng trên Black Bat Ghost, nhấn nút lâu trên cần số sẽ khuếch đại khí thải và tăng tốc độ sang số khi ga được đẩy lên 9/10 thời gian di chuyển của nó. Và nói về hành trình bằng bàn đạp, hệ thống phanh đã được điều chỉnh lại để di chuyển bằng bàn đạp ít hơn và điểm cắn cao hơn. Rolls-Royce khá tiết kiệm với các chi tiết về thay đổi hệ thống treo. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu thêm khi tôi lái chiếc xe vào tháng tới. Nhưng công ty nói rằng các kỹ sư của họ đã chỉnh sửa lại khung gầm và tăng khối lượng lò xo không khí để dập tắt cuộn cơ thể. Trước đây, tôi đã lưu ý rằng Ghost có phần kém thể thao hơn so với đối thủ rẻ tiền hơn của nó, Bentley Flying Spur. Vì vậy sẽ rất thú vị để xem liệu Ghost có thể thu hẹp khoảng cách đó trong khi vẫn duy trì sự thanh thoát huyền thoại của thương hiệu hay không. Và những gì thay đổi kiểu dáng, như tên của nó và như hình ảnh cho thấy lưới tản nhiệt nổi bật của Ghost và phần trang trí trên mui xe Spirit of Ecstasy được xử lý bằng chrome đen đặc biệt. Các bánh xe, đặc trưng của những chiếc xe Black Bat là một cấu trúc tổng hợp nhẹ với 44 lớp sợi carbon, về mặt kỹ thuật là 22 lớp xếp lại trên chính nó và các trục nhôm rèn được bảo vệ bằng sơn mài màu cho thấy sợi carbon. Thật thú vị, một thứ không có trong gói Black Bat là màu sơn đen. Thay vào đó, người mua có thể chọn bất kỳ màu nào trong số 44.000 màu trong bảng màu của Rolls hoặc tạo màu tùy chỉnh của riêng họ. Nếu họ chọn sơn màu đen, họ sẽ nhận được rất nhiều điều đó. Rolls-Royce đã phát triển một quy trình bao gồm việc phủ 100 bao sơn lên thân xe tích điện, tiếp theo là hai lớp áo khoác trong và bàn tay hoàn thiện đánh bóng. Tất cả để tạo ra cái mà thương hiệu gọi là màu đen tối nhất của ngành công nghiệp xe hơi. Rolls-Royce là tất cả về việc trang trí nội thất ô tô của mình theo mong muốn của khách hàng. Vì vậy không có một kiểu dáng hay màu sắc nào cho nội thất. Tất nhiên, có một số điểm nhấn Black Bat đặc biệt, bao gồm ốp trang trí độc đáo dựa trên gỗ Bolivar đen với hoa văn kim cương được làm từ sợi carbon và chỉ phủ kim loại. Quên mô tả của tôi đi và nhìn vào những bức ảnh, nó thực sự là một cái gì đó. Các đường viền chrome bên trong được làm tối, đồng hồ analog cũng vậy. Các hình sao trên bảng điều khiển phía hành khách và tiêu đề, những tính năng mà tôi vẫn ngạc nhiên vẫn còn. Hoàn chỉnh với hiệu ứng ngôi sao băng trên trần xe. Tôi mong muốn được lái chiếc Rolls-Royce Ghost Black Bat và xem những thay đổi cơ học mang lại trải nghiệm lái xe nếu tôi có thể rời mắt khỏi tiêu đề. Đó là, nếu bạn không thể chờ đợi, Rolls-Royce đã sẵn sàng để người mua bắt đầu quá trình chạy thử ngay bây giờ. Định giá
Không thể nói, vì mỗi chiếc xe đều là sản phẩm tùy trình và có giá riêng. Nhưng chúng ta có thể tưởng tượng rằng một chiếc Rolls-Royce Ghost Black Bass 2022 được trang bị độc đáo có thể dễ dàng lên tới nửa triệu. Này, không ai nói ôm mặt tối là rẻ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.